Vâng, ông Quỳnh Tân xin mến chào quý bà cô bác chị em. Thì hôm nay Quỳnh Tân có đi một cái chuyến đi khám phá về những cái bụi tâm linh, cũng như là khám phá về những cái căn nhà được người dân mình bỏ hoang. Thì hôm nay Quỳnh Tân tình cờ đi ngang một cái chuyến đường này, nhưng mà không biết ở thuộc ấp xã nào. Đi thì đi tầm quay, nhưng mà ở xung quanh đây thì có thấy được một cái ngôi nhà hoang được bỏ cũng rất là lâu. Nhưng mà ở bên trong của cái căn nhà như thế này có những cái điều gì đặc biệt và khiến cho chủ nhân mình phải bỏ căn nhà này đi một cái nơi khác. Thì Quỳnh Tân sẽ mời quý bà con mình cùng với Quỳnh Tân đi vào bên trong nha. Thì xung quanh cũng có một số cái cô bác anh chị người ta vẫn còn sống ở xung quanh đây, nhưng mà không hẳn như thế nào thì phải có cái căn nhà ở nơi đây mà là bỏ hoang như thế. Thì mình sẽ mời bà con mình cùng với mình đi vào bên trong để khám phá cũng như là tìm hiểu về những cái nguyên nhân cái ngôi nhà này. Thôi thì ở đây có những cái cây gì? Thôi cái cây ấy mà nó mọc trùm lên cái ngôi nhà luôn này. Thì cô bác mình lớn tuổi, những người lớn tuổi nhìn vào cái cây này sẽ biết. Trên đây nó có cái cây này là cây ô môi. Trái nó thòng xuống tới đất nhà luôn. Ôi, đây là một căn nhà sàn luôn vậy. Căn nhà này căn nhà sàn. Chỗ này chắc là ngày hôm qua bị mưa hay sao mà bữa nay cái dí những cái lá cây của mình nó còn bị ướt nè. Giờ này mình đi cũng trưa lắm, mùa 1 giờ vậy. Thôi. Ở đây căn nhà này nó mục hết trơn. Đi vô thì không biết sao có đi lên bên trên được không biết. Để mình sẽ mời bà con mình đi khảo sát bên ngoài tí nha. Này là một căn nhà sàn gì bị cái cây cột của mình này nó mục nát, chứ không biết lát mình đi lên trên mình đi được không biết. Ôi, bên dưới nè, bên dưới là những cái cây những cái đống cây này chắc là những là ngày trước cái chủ nhân của căn nhà của mình đó. Chắc là làm dớn hay sao đó. Có những cái cây nọc của dớn nè, ví dụ cái bức tranh điểm gì để vô trong nha. À đúng rồi, đây là những cái tấm dớn. Nếu mà con mình có những cái người nào ở vùng miền Tây á, thì sẽ biết được tới những cái tấm dớn như thế này. Thì được người dân mình sẽ đem đi vào những cái mùa nước nổi á, sẽ đem vô những cái cánh đồng để đặt những cái tôm cá cua ở những cái nơi cánh đồng cái gì. Nên thì sao có những cái bức tranh mà bị đập vỡ, chắc là không sử dụng hay gì. Coi thử cái sàn nhà nó chắc không, lắc lên mình đi lên nó cũng còn chắc lắm. Hy vọng là mình đi lên nó sẽ không có bị sập xuống. Để đi làm sao nha. Lâu lắm mà mình mới có cơ hội khám phá được những cái căn nhà sàn như thế này. Ôi, chỗ này nó mục muốn rớt xuống luôn nè. À đây là những cái trái ô môi mà sớm mình có nói với bà con mình á, với cô bác mình á. Đây là những cái trái ô môi, ở miền Tây mình thì kêu ô môi, nhưng mà ở vùng ngoài thì không biết có trùng cái với lại cái ngôn ngữ của mình trong này không biết. Cái trái này thì mình xẻ ra mình ăn nó rất là ngon quý vị. Đây là cái đường đi ra của cái căn bếp. Chỗ cái này chắc có lẽ là cái chỗ nơi mà ngày xưa cái chủ nhân ngôi nhà để dùng để giữ chén. Ở đây thì nó cũng có cái sự mục hết à. Không, ở trên nó có những cái gì, có cái màn rất đặc biệt. Thôi để mình mời bà con mình đi vào bên trong này, để mình đi lên bên trên này. Thì mình sẽ đi khám phá những cái căn nhà như thế này á, thưa quý vị. Thì mình sẽ cố gắng mình khám phá những cái gì mà chân thật nhất để chia sẻ đó mà con mình nha. Cái này chỗ này cái đường đi lên chắc ngày xưa có cái cầu thang, nhưng mà bây giờ lâu quá, thời gian bỏ lâu quá nên cái cầu thang của mình nó không có còn nữa này.
nhưng biết mình bước lên được không, sớm được thấy dưới nó cũng chắc lắm mà lên trên biết sao đây. Ui, đây thì toàn toàn nó bị thấu thiết. Trên này thì có cái ngôi thờ, thì ở miền Tây của mình á có cái phong tục á là phía trước nhà như thế này là có một cái ngôi thờ là kêu là thờ ông thờ ông Lộ Mạng thú gì, mà sẽ thờ ở ngay chính giữa nhà mà ở phía trước nè. Còn một cái ngôi thờ thông thiên riêng nữa nha, ông Lộ Mạng riêng mà cái ngôi thờ thông thiên riêng nữa. Ngôi thờ thông thiên thì đa số là để ở phía trước này nữa, còn cái ngôi thờ ông Lộ Mạng thì sẽ để ở cái con tôi nó không phải đó cỏ cái gì. Đây là cái ngôi thờ ông Lộ Mạng thì để nó ở nằm chính giữa một chùa của cái căn nhà của mình, nhưng mà nằm ở phía trong chứ không phải là nó sẽ hơi khác biệt với bàn thông thiên một tí. Thôi cái này là những cái miếng cổ xưa nè, những cái hoa văn mà người ngày xưa người ta hay làm nhà người ta cắt á, có chạm khắc lên những cái này nè. Cái hình này chắc hình con gà quá. À đúng rồi, hình này hình con gà. Thì cô bác mình thấy ở xung quanh nó cũng những cái miếng này nó cũng muốn rớt ra luôn rồi, tại vì bỏ lâu quá. Mình có hỏi một cái cô ở cái bên thì cô nói là căn nhà này bỏ cách đây khoảng 15 năm rồi, mà chủ nhân thì đi làm ăn xa cho nên bỏ luôn, không có sử dụng nữa. Nên mình muốn đi vào bên trong này để mình khám phá tìm hiểu lại. Đây là những cái ly hương chắc là lâu quá không có xài rồi, không có thờ nữa, cho nên là đem đi ra đây để không còn sử dụng, để bên một góc này luôn. Mình thấy cái này cái gì nè, cái này này là một cái chiếc áo hay là đúng rồi, chiếc áo của em bé, chiếc áo lông cừu của em bé nè. Cũng nhà sẽ cắt theo cái hướng, cái cửa thì xây về hướng mặt trời mọc, còn cái đích nhà thì quay về cái hướng của mặt trời lặn. Là vì ở đây thưa bà con, mình sẽ nghĩ, mình cứ nghĩ là do ở ngoài trước nhà này nó có một cái con đường, ở đây là nó có một cái con đường nhỏ, con đường xe, cho nên là mình nghĩ là thông thường thì các nhà phải quay cái mặt ra ngoài cái con đường chính, cho nên là chủ nhân mới chọn cái hướng này. Ôi, chỗ này nó bị sụp nha quý vị, chỗ này chắc chắn là nếu mà mình bước dò ngang qua là mình sẽ bị sụp xuống nè, vì chỗ đó nó phá mục này. Còn đây là những cái mảnh lưới mà ngày xưa chắc có lẽ là chủ nhân mình đã sử dụng nè. Ở dưới hồi nãy thì mình gặp có cái gì bên dưới này quên rồi, cái giớn trên này thì có mảnh lưới. Đây thì là một cái tủ, có lẽ đây là cái tủ thờ, nhưng mà do thời gian bỏ lâu quá thì nó sẽ bị vỡ mục hết rồi. Bên trên thì cũng có những cái con này con kia rồi, nó làm ổ làm tổ kìa, với một cái tủ quần áo mà nó cũng bị mục nát hết. Vì cái gì mà mình bỏ lâu năm quá thì nó sẽ bị hư đúng không? Đây nè, bên trong có những cái gối cũ kỹ theo thời gian. Thì hôm nay con đến đây cũng xin phép những vị đạo quốc ở đây. Nếu có ai ở quanh quẩn trong cái căn nhà này thì cũng cho con xin quay một cái video chia sẻ với con nha. Đây là những cái miếng rèm cửa,
Mấy rèm cửa này nó ai da, không có con gì ư? Cái con thằng lằn hết hồn. Cô bác mình thấy những cái bức tôn của mình nè, nó theo thời gian mà nó đã bị mục hết rồi. Căn nhà này ngày xưa thì chủ nhân mình xây cất bằng những cái cây gỗ bạch đàn thứ gì. Này là cái miếng màn cửa. Miếng màn thì làm theo cái kiểu ngày xưa nè. Những cái hoa văn làm bằng những cái dây rất là đẹp. Trên này cũng có những con thờ nữa gì. Cái này thì mình không biết thờ ai nha. Ở chính giữa cũng có cái một cái trang thờ. Ở trên đó nó có cái gì mà anh đi xuống người ta. Ồ. À, vô cái tôn mình đó. Cái chỗ này nè quý vị. Cái góc này nè. Cái tôn của mình đó, nó bị mục quá đi. Như cái trái ô môi ở trên nó rớt xuống rồi nó làm thủng thiết đi xuống. Mà mình tưởng đâu có gì keo lủng lẳng nó ghê quá. Cái này cái chỗ này nè mình đi ngang chứ không biết nó rớt lúc nào nữa. Mà chỗ này thằng chắc có lẽ là chỗ này là cái cây cột. Cây cột này là ngày xưa là chọi lên ngay cái chỗ này. Ngay chỗ cái miếng xiên luồng này nè. Đây có miếng xiên luồng. Chỗ này có cái gì ta? Hồi nãy đi đến cái tủ nhưng mà mình chưa đi. Đây có những cái bức tranh. Bức tranh này tranh gì đây không biết. Mình xin phép là mình sẽ đụng vô thôi chứ mà đụng bằng cây chứ mà không có dám đụng bằng ai. Mô Phật. Cái cây không có luôn, cây bị gãy luôn. Ủa, bức tranh kiến này nó mục hết trơn rồi, là bằng kiến không à. Thôi thì để mình sẽ đi vào bên trong nữa, tại bên trong nó còn cái gian nữa. Cái gian trong này chắc có lẽ mình nghĩ là cái buồng. Nhưng mà cái buồng này thì nó hơi nguy hiểm đối với mình khi mình bước vô. Nguy hiểm là do cái sự mục nát nó mình đi á, đi nó không có an toàn thôi. Chứ không có về vấn đề gì khác hết. Ủa. Không, bước lên là cây nó gãy rồi đó. Ôi, bên đây có cái trang mà nó bị mục đó, nó rớt xuống luôn rồi nè. Cái trang thờ nó bị gãy rớt xuống rồi nè. Nhưng mà nó còn dính ở trên. Ở đây là những, cũng giống như ở bên dưới là những cái mảnh lưới, cái mảnh dớn ngày trước. Ở đây nó có, ở đây nó mục quá, mình đi mình cũng không dám đi nữa. Ai vô đập rồi? Bây giờ không thấy con chó, bây giờ là con chó, nhưng sàn xóm nó sủa nè. Đây nè, cái miếng này cái gì ta? Cái miếng lưới gì á, cái miếng giải gì á. Cái miếng giải mà, miếng giải này mà làm bằng dây gân nè. Dây không à? Nha bà con thấy dây không à? Cô bác nhìn vô thấy còn là dây hết. Bước ra ngoài nó không được cái gì. Bước tới cái chỗ trái ô môn là nó bị sụp liền. Này nó bị rớt xuống hết trơn rồi nè. Trong cái buồng có một cái những cái tấm hình của những ông hổ. Đây là những hình của những ông hổ nè. Thì như mình được biết á, ngày xưa thì ông bà mình có những cái phong tục á, là những cái cánh cửa buồng mình đi vô á, thưa bà con, thì sau những cái ngày Tết á, thì mình sẽ có những một cái tấm ảnh của cái ông hổ, thì mình sẽ dán ngay cái cửa buồng đi vô. Nhầm thì mục đích gì thì mình không biết, nhưng mà cái đó là phong tục của ông bà để lại, thì mình chỉ biết như vậy. Sau là mình cũng chỉ dán lên như thế thôi. Nhưng mà chắc cũng lẽ là mình nghĩ là có lẽ là để phòng trừ một cái vấn đề về như là ma quỷ hay là gì đó. Đi vô nhà mình có cái hình ông hổ dán cái buồn.
Thì mấy năm về trước á, thì những cái hình ủng hộ đó thì nhà của mình cũng có giá nữa chứ không phải không có. Ôi chỗ này có cái gì đó, những cái ly hương này rất là bên trong, nó trong có cái gì đặc biệt đó. Mình sẽ xin phép đi vào nhé, một phát đi không được luôn nè, bước tới đây hết trăm bước rồi, một quá à. Giống như là cái gần như là một cái la vô hay cái thu băng vậy, nhỏ nằm ở trong nè, bước vô trong nữa để coi kỹ muốn đò có bước vô không được luôn, tại chỗ này nó một cái trơn đi vô cái đó là sụp luôn nè, bước thêm bước là sụp. Cái nhà này thì mình nhìn kỹ lại thì cái kiểu nhà hai mái ngày xưa ấy. Bây giờ thì đi quay á, những cái căn nhà ngày xưa như thế này á, thì rất là ít khi nào gặp đó, những cái kiểu hoa văn trụng của cái nhà của mình nè, theo cái kiểu ngày trước á, thì cũng ít có khi gặp, tại vì hiện giờ là còn là cắt những cái ngôi nhà hiện đại bây giờ, mà còn những ngôi nhà xưa nó có quay có ít có khi mình được thấy tiếng gì đó. Tiếng mấy con nó cọ luôn, gió nhiều quá là nó bị cọ mấy con đi vô trong này, thôi để mình xin phép lui ra ngoài mình quay tổng quan cái ngôi nhà mình một tí nữa nha. Đúng là ngôi nhà này mát thật, mình ngay cái chiều hướng của gió nữa, mình ở mình chơi mà nó mát lắm. Nãy giờ môi cho nhóc luôn mà hên là mình vô nãy giờ mình không có nghe trái nào rụng, trắng rụng cái trái môi mà đụng lên nóc nhà là chắc mình bỏ mình chạy luôn đó. Tại vì cái tiếng rất là to đó. Vâng à, thì sớm giờ thì mình cũng có đi vô đây, cũng có tham quan cũng như là có đi tìm hiểu về các căn nhà ở nơi đây được chủ nhân bỏ hoang rất là lâu năm. Thì vô trong này thì cũng chỉ thấy những cái sự hoang sơ mục nát và những cái kiểu cách kiểu của các căn nhà ngày xưa rất là đặc biệt để chia sẻ với bà con của mình. Thì mình sẽ quay những cái gì đó mà nó thực tế nhất để chia sẻ với bà con mình nha. Thì đến đây thì mình cũng tạm ngưng cái video của mình ở đây. Cũng chúc cô bác anh chị em có những cái buổi xem video thật là thú vị, cũng như là trải nghiệm trên những cái căn nhà được bỏ hoang lâu năm như thế nào. Thì Bình Tân cũng xin kết thúc video của mình ở đây, và sẽ hứa hẹn cũng như là đồng hành cùng với cô bác mình trên những cái căn nhà bỏ hoang cũng như là những cái nơi mà tâm linh đặc biệt nhất ở vùng Thất Sơn Bãi Núi này, chia sẻ với bà con mình ở những cái video kế tiếp luôn.